Kể từ khi về quê nhà đón Tết, Huyền Rây đã để gia đình lên sóng rất nhiều lần. Đặc biệt là Phong, em trai của cô, cậu bé không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai mà còn có trái tim rất tình cảm. Lúc nào hai chị em cũng yêu thương nhau, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi mua quà tặng mẹ, mới đây Huyền Rây đã đưa em trai đi mua sắm đồ Tết. Tiết lộ trên YouTube, cô cho biết bản thân đã mua quà cho em trai ở trên thành phố, tuy nhiên vì một số lý do nên không thể mang về. Để bù đắp, cô đã nhờ Úc Mini và anh Khánh, bạn trai của Úc Mini, đưa Phong đi chọn quần áo mới. Ngay khi đến cửa tiệm, cậu bé đã thể hiện sự thích thú, không ngừng thử từng kiểu áo khác nhau. Dù còn ít tuổi nhưng Phong đã sở hữu nhiều nét đẹp trên gương mặt. Nhiều người xem còn nhận xét, cậu bé sau này còn đẹp trai hơn nữa. Có lẽ cũng vì vậy nên khi Phong thử đồ, Úc Mini và Khánh không ngừng đưa ra lời khen ngợi. Cậu cũng rất ngoan ngoãn, khi thấy anh chị trả tiền, em đã chủ động cúi đầu nói lời cảm ơn. Hành động đó tuy đơn giản nhưng lại khiến người xem bất ngờ. Thời điểm anh Phú, chủ kênh Độc Lạ Bình Dương xuống đón Huyền Rê lên thành phố làm việc, Phong cũng rất buồn rầu khi biết chị gái phải xa nhà. Cậu bé đã bật khóc nức nở. Ngay cả khi anh Phú giải thích Huyền chỉ đi một tháng rồi về, Phong vẫn không ngẩng đầu lên, cố gắng không để ai thấy mình yếu đuối. Có thể thấy cậu bé rất yêu thương chị của mình, không nỡ rời xa lâu. Ngay cả mới đây, khi bộ ba Huyền Rê, Úc Mini, Khánh, bạn trai của Úc Mini về Quảng Ngãi, Phong cũng liên tục đi theo họ. Cậu bé còn tỏ ra thích thú khi được Úc Mini dạy quay video cho chị gái. Chỉ cần rảnh rỗi, cậu sẽ ngồi nói chuyện hoặc đi chơi cùng các chị của mình. Tuy đôi lúc còn ngại ngùng nhưng cậu bé vẫn rất quý mến Úc Mini và anh Khánh. Khi hai người rời đi, Phong cũng đã liên tục khóc, người thân phải an ủi hết lời. Nhờ làm YouTube, Huyền Rê mới có thể chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Hiện tại cô nàng vẫn đang rất cố gắng làm lụng, kiếm thêm thu nhập, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.